You see that? Yeah, I see. Mm-hmm. Okay, so thank you. Any, your turn. Mm-hmm. Xin chào tất cả các khách hàng đối tác của Biotech và NS. Thì bây giờ em sẽ dùng tiếng Việt để giới thiệu cho các khách hàng và đối tác về Biotech Smart VCA tích hợp trên nền tảng NS hoạt động như thế nào. Tại sao lại có buổi webinar ngày hôm nay? Bởi vì lý do là theo xu hướng bây giờ và tương lai gần, thì tất cả các tính năng phân tích video thông minh sẽ được tích hợp dần trên camera. Biotech là nhà sản xuất camera hàng đầu thế giới, kết hợp cùng với NX là Network Optics, nền tảng BMS, rất là mở, tiện lợi cho người sử dụng. Thì Biotech và NX kết hợp với nhau để phát triển một hệ sinh thái trong ngành giám sát IP camera, để phát triển một xã hội thông minh, an toàn. Đấy là lý do của buổi webinar ngày hôm nay. Thì webinar ngày hôm nay bên em sẽ trình bày 4 nội dung chính. Thứ nhất là giới thiệu về Biotech, sản phẩm của Biotech có những gì. Tiếp theo là phân tích video, công nghệ học sâu, Deep Learning, VCA. Và phần cuối cùng sẽ là hợp tác cùng với NX, Network Optics. Thì camera Biotech chạy trên nền tảng NX như thế nào? Em sẽ đi vào phần đầu tiên giới thiệu về Biotech. Thì, sorry. So you see my screen with the... I mean full screen, right? Yeah. Biotech thành lập vào năm 2000, thì đến nay đã là 21 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất camera. Thì năm ngoái doanh số năm 2020 bên công ty mình đạt được 220 triệu đô la Mỹ và thuộc top thứ 16 thế giới. Năm 2017 công ty Biotech đã trực thuộc về công ty Delta Đài Loan. Năm 2020 doanh thu của Delta đạt 9,9 tỷ. Thì là một trong những top 5 công ty sản xuất các phần mềm, các linh kiện điện tử này, rồi các giải pháp tòa nhà thông minh, giải pháp năng lượng cung cấp trên toàn thế giới. Nhân viên của Biotech thì vào khoảng 1.100 nhân viên trải dài trên khắp toàn cầu. Thì headquarter chính thì sẽ là ở Đài Loan. Ngoài ra bên mình còn có thêm 5 chi nhánh khác ở Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản. Thì hiện tại thì Biotech có 3 nhà máy đều đặt tại Đài Loan và bên mình chưa có kế hoạch chuyển nhà máy ở đi đâu khác. Tại vì nhà máy đặt tại Đài Loan thì bên mình có thể kết hợp cùng với Delta và kiểm soát chất lượng đầu ra sản phẩm một cách kỹ càng hơn và tốt hơn. Biotech là một nhà cung cấp tổng thể các giải pháp giám sát IP. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên bức hình này, bên mình cung cấp camera, ví dụ như một số camera rất là đặc biệt, ví dụ như là camera đếm người này, thì nó có hai cái mắt giống như mắt người vậy đó, thì có thể đếm được số người ra người vào tại thời điểm real time luôn. Tiếp theo là camera mobile dome, thì camera này lắp trên xe tàu hỏa, xe bus hoặc là tàu thuyền. Camera này có các tính năng ví dụ như là chống rung này, chống sốc này, thì có thể giúp giữ chất lượng hình ảnh một cách không bị rung, không bị mờ. Tiếp theo là camera này rất là xinh xắn, đó là camera panda có hai con mắt, thì đó là camera nhiều đa thấu kính, thì có thể cung cấp được view 180 độ rất là rộng và hình ảnh sắc nét. Rồi camera PTZ, bên mình gọi là camera speed dome, thì có thể cho quan sát cùng với đèn hồng ngoại đến 300 m, và có thể quan sát rất là rõ cho các cảng biển này hoặc là sân vận động hoặc những khu vực rộng lớn. Tiếp theo là camera 360 độ, còn gọi là camera mắt cá, thì sẽ cung cấp mang một cái hình ảnh view tròn 360 độ luôn. Mình có thể đi warp ra thành 180 độ hoặc là 90 độ hình phẳng. Rồi các camera phổ thông, ví dụ như là camera thân này, bán cầu này. Ngoài việc cung cấp camera front end ra thì bên mình còn cung cấp luôn cả các giải pháp POE, rồi đầu ghi hình, rồi video server chuyển tín hiệu analog sang tín hiệu digital. Ngoài ra còn có cả phần mềm quản lý video luôn, thì có thể chạy trên Windows, Linux hoặc là trên điện thoại luôn, để mình có thể kiểm tra live view, playback. Nhưng mà nội dung chính của buổi ngày hôm nay mình sẽ đề cập đến tính năng thông minh ngay trên camera. Thì Biotech hiện tại có 7 bộ luật phát hiện vượt vạch này, phát hiện xâm nhập, phát hiện lảng vảng, phát hiện khuôn mặt, phát hiện mật độ, phát hiện đám đông và phát hiện người bỏ chạy. Ngoài ra camera của bên mình còn có thể nhận biết khuôn mặt luôn, giống như điện thoại khi mình giơ lên selfie đó, thì camera có thể detect được đấy là khuôn mặt người.
Tiếp theo bên mình còn có cả bộ COVID-19 Defender, có nghĩa là dùng để quay quét cô dùng để quay quét thân nhiệt này, phát hiện đeo khẩu trang hay không để kiểm soát đám đông một cách kỹ càng hơn. Thì các khách hàng và đối tác cũng biết là gần đây thì dịch COVID-19 càng ngày càng trở nên nghiêm trọng ấy, thì cái bộ COVID-19 Defender này có thể lắp được các bệnh viện này hoặc là những chỗ đông người và các cửa hàng, trung tâm mua sắm, thì để đặt ngay trước cổng luôn, thì mình sẽ không cần tốn một nhân viên đứng ở cổng canh hàng giờ liền để check thân nhiệt của từng khách hàng ra vào trong khu vực đó. Tiếp theo là camera đếm người. Thì camera đếm người này vừa nãy mình có nói đến, thì nó có hai con mắt như này, có thể nhận biết được người với hình ảnh 3D, nó đếm được người ra người vào một cách chính xác ngay tại thời điểm báo cáo luôn. Thì camera này bên mình lắp rất nhiều cho các trung tâm thương mại ở Việt Nam, đặc biệt là những trung tâm của Nhật, một trong những trung tâm thương mại Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Việt Nam, cho các cửa ra vào này, cho các khu toilet này, hoặc là cho khu vực ăn uống, thì sẽ giúp chủ cửa hàng kiểm soát được bao nhiêu người ra người vào trong cùng một thời điểm, trong từng ngày, trong từng tháng, để từ đó có thể đưa ra các chương trình promo phù hợp, hoặc là đưa ra các chiến lược cut cost này, hoặc là giảm thiểu chi phí hoạt động cho khu vực toilet hoặc là cho khu vực nhà ăn. Ngoài ra camera bên mình còn có cái chức năng nhận diện biển số ngay trên camera luôn, thì sẽ không tốn phần server để phân tích hình ảnh nhận diện biển số, chuyển cái hình ảnh thành chuỗi ký tự ấy. Thì camera sẽ giúp chuyển dữ liệu biển số đến phần quản lý ngay trên camera luôn, thì như thế sẽ kiểm soát được cổng mở ra mở vào, thì sẽ khiến mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho phần server. Tiếp theo phần thứ hai là giới thiệu sản phẩm, thì camera của Vivotech có những loại nào. Thì thứ nhất là camera phổ thông, bên mình có 3 dòng: Supreme, Value hoặc là Commercial. Thì Supreme là hàng cao cấp nhất của bên mình, thì số ký tự của nó sẽ là 65 hoặc là 91. Thì nó gồm những công nghệ nào? Ở đây mình có ghi đến công nghệ SNV, có nghĩa là Supreme Night View Visibility, có nghĩa là công nghệ nhìn ban đêm trong điều kiện thiếu ánh sáng. Thì mặc dù là ban đêm trong điều kiện thiếu ánh sáng, nhưng mà camera bên mình vẫn có thể nhìn rất là rõ nét hình ảnh người, cây cối, đồ vật trong khung hình. Đó. Cộng với công nghệ WDR Pro là Wide Dynamic Range, thì có thể mặc dù khung hình có nhiều luồng ánh sáng khác nhau, ví dụ như đèn pha này hoặc là ánh sáng mặt trời ngược sáng này, bên mình camera mình có thể tự xử lý được và làm cho hình ảnh trở nên cân bằng ánh sáng hơn và sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Ngoài ra còn có các công nghệ khác, ví dụ như SS là Smart Stream, có thể giảm được cái luồng băng thông, giúp tiết kiệm băng thông. Rồi Trend Micro là cái dịch vụ cyber security bên mình kết hợp cùng với công ty Trend Micro của bên Nhật. Thì Trend Micro là một công ty về cyber security số 1 hàng đầu thế giới. Thì bên mình đã mua sẵn license và tích hợp vào trong dòng Supreme này, thì để bảo vệ camera của mình khỏi bị hacker tấn công. Và quan trọng nhất đó là dòng Supreme thì đã có sẵn cái phần Smart VCA, phân tích video thông minh ngay trên camera luôn. Thì mình chỉ cần bật nó lên thôi là mình có thể sử dụng được. Dòng Value thì cũng có công nghệ SNV và công nghệ WDR Pro luôn. Nhưng mà cái phần Smart VCA là supported, có nghĩa là bên mình có hỗ trợ Smart VCA, nhưng mà nếu mà khách hàng và đối tác muốn sử dụng thì sẽ phải mua lên license để add vào trong camera và mình sẽ chạy trên camera. Còn dòng Commercial thì sẽ là dòng 60, 68, 80 và 88. Sắp tới sẽ có dòng 69 nữa, series. Thì ngoài thì mình sẽ có những cái công nghệ cơ bản, ví dụ như là công nghệ nhìn ban đêm hoặc là công nghệ hỗ trợ ngược sáng sẽ cho hình ảnh camera sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Tiếp theo là dòng camera fish eye, mắt cá. Thì bên mình cũng có 3 dòng: Supreme thì có 5 hoặc là 12 mê, thì có sẵn Smart 360 VCA ngay trên camera luôn, thì sẽ dùng để phát hiện đám đông trong cái vùng nhìn được của camera. Dòng Value thì cũng dòng Value này thì có 1-2 mẫu đã có sẵn 360 VCA rồi, thì mình cũng không cần phải mua license nữa. Còn dòng Commercial thì là cơ bản, bên mình sẽ có công nghệ ngược sáng này, rồi công nghệ nhìn ban đêm và hỗ trợ luồng băng thông thông minh để giảm thiểu chi phí băng thông. Tiếp theo là camera 180 độ.
Thì bên mình có ba dòng ba loại camera chính, đó là camera đa thấu kính, là bốn thấu kính lận. Thì đây là dòng có sẵn smart motion ở ngay trong camera luôn. Thì bốn thấu kính này, mỗi thấu kính là 5 MP, thì tổng bốn thấu kính sẽ là 20 MP cho vùng nhìn rất là rộng. Và camera này dùng để quan sát cảng biển này, hoặc là sân vận động, hoặc là khu vực ngã tư đường phố. Đó. Tiếp theo bên mình còn có dòng dòng value, thì sẽ là camera 2 mắt này. Đây là camera rất là phổ biến, bên mình bán được cho các thị trường mà muốn sử dụng camera này cho các khu vực rộng lớn, ví dụ như là cũng như bãi biển, sân trường học này, hoặc là sân vận động luôn. Thì camera này vì cái hình ảnh của nó khá là giống con cấu trúc ấy, nên bên mình gọi là panda camera luôn. Thì rất là xinh xắn như thế này, và đây là camera được khách hàng rất là thích, rất là ưa dùng. Thì có sẵn smart motion bên trong camera và có hỗ trợ VCA, thì chỉ cần mua license thôi mình có thể bật VCA lên và sử dụng. Ngoài ra còn có camera 180 độ khác, là camera 5 MP lens tròn như thế này. Thì có sẵn công nghệ nhìn đêm, rồi công nghệ ngược sáng, công nghệ băng thông thông minh, và có sẵn tích hợp cyber security trên macro trong luôn. Camera đa thấu kính là một camera rất đặc biệt của Biotech. Thì bộ camera này có 4 thấu kính độc lập và có thể tùy điều chỉnh một cách dễ dàng để mình thu được góc nhìn mà khách hàng muốn. Ví dụ như camera này sẽ được lắp ở ngã tư đường phố này, hoặc là trong các khu vực trường học rộng lớn mà mình không muốn lấy hết tròn 360 độ view ấy, mình chỉ muốn lấy view của từng khu một thôi ấy. Thì camera này sẽ giúp bạn điều chỉnh thấu kính đến cái khu vực mà mình muốn nhìn. Thì cũng bốn ống kính luôn, mỗi ống kính là 5 MP, thì tổng cộng camera này sẽ có 20 MP, và các công nghệ thì ban đêm, rồi công nghệ ngược sáng, rồi còn có thể giám sát được nhiều hướng. Thì ứng dụng như mình vừa nói đấy, ở trong các giao lộ này, diện tích rộng, bãi đậu xe, trường học. Camera speed dome, camera PDG này thì có gì khác với các hãng khác? Thì cái sự khác biệt lớn nhất mà bên mình có công nghệ làm được ý, đó là các hãng khác ý, thì khi mà bật đèn hồng ngoại lên ý, camera zoom ra xa thì đèn hồng ngoại không đi theo kèm với cái vùng zoom của camera, thì sẽ khiến cho cái phần nhìn được rất là tối. Nhưng mà camera bên mình ý, thì có cái công nghệ đó là varifocal lens, varifocal IR luôn. Thì bên mình sẽ đèn hồng ngoại sẽ đi cùng với phần zoom của camera luôn, thì khi đấy camera zoom đến đâu thì đèn hồng ngoại đi theo đến đó, và sẽ làm cho hình ảnh của vật của người rất là rõ ràng dù trong đêm tối. Và cái đèn hồng ngoại này có thể chiếu xa đến 250 mét. Thì đặc trưng đó là chức năng PDG xoay liên tục 360 độ và nghiêng được 220 độ, zoom quang học từ 10x đến 30x, tính năng IR và stream thông minh như mình vừa nhắc đến. Thì ứng dụng cũng là cho các cảng biển, sân bay, xa lộ, bãi đậu xe. Tiếp theo là phần phân tích video, công nghệ học sâu, Deep Learning VCA. Đây là phần chính của bài webinar ngày hôm nay, nên là mình sẽ đi vào từng phần một. Công nghệ học sâu là gì? Bên mình sẽ có hai phần: Smart Motion Detection, đó là Smart VCA. Thì các camera phổ thông ấy, các bạn ấy cũng có, các hãng khác cũng có phần nhận biết chuyển động thông minh, nhưng mà các hãng khác cũng có phần nhận biết chuyển động, nhưng mà bên mình là chuyển động thông minh. Thì khác với các hãng khác ở chỗ nào? Điều khác biệt lớn nhất đó là nếu mà chỉ là nhận biết chuyển động thôi thì mình dựa vào cái motion cells, có nghĩa là các hãng khác sẽ nhận biết được vật đó chuyển động và tất cả các vật chuyển động đều cho báo cáo sự kiện. Nhưng mà như thế sẽ làm cho cái khối lượng báo cáo sự kiện rất là lớn và rất là nhiều, không tập trung vào những cái phần mà mình muốn biết. Thì cái phần nhận biết chuyển động thông minh của Biotech ý, đó là mình có thể nhận biết được đó là chuyển động của người hay là của vật. Thì nếu mà là chuyển động của người thì mình sẽ bật cái phần nhận biết người lên, human detection lên, thì khi đó tất cả những chuyển động nào liên quan đến người thôi sẽ được báo cáo về cái lịch trình báo cáo sự kiện. Thì như thế sẽ giảm thiểu rất là nhiều cái báo cáo sai, những báo cáo không liên quan, thì làm cho giảm thiểu số lượng báo cáo sai đi, thì mình sẽ có thể quản lý được cái khu vực mình muốn quản lý tốt hơn. Khi đó camera sẽ nhận biết được đó là người hay không ấy, thì camera bên mình sẽ vẽ một cái bounding blocks như thế này bao quanh người đó, và sẽ chuyển cái sự kiện này vào trong cái khu vực quản lý trí thông minh. Ví dụ như này, mình có thể show cho các bạn xem video. Can you hear the voice? No, no voice. Wait for me. Oh, okay. What was your voice?
không có âm thanh thì mình sẽ nói tiếng Việt ở đây luôn. Đây, trong vùng nhìn thấy được của camera, mình sẽ bật cái phần human detection lên. Thì khi đó, những vật chuyển động như xe này đi qua khu vực này thì sẽ không có báo cáo gì ở đây hết. Nhưng mà khi vào người đi vào khu vực này thì sẽ có ngay báo cáo. Thì cái việc những cái chuyển động thông minh này bên mình sẽ giảm thiểu được rất là nhiều báo cáo sai. Ví dụ như chuyển động của cây cối này, của mưa hoặc là của động vật hoặc là thay đổi về ánh sáng. Thì camera mình chỉ nhận biết được chuyển động của người thôi, chỉ nhận biết chuyển động của người thôi thì sẽ tập trung vào cái phần mà mình muốn quan tâm. Đó, người đi vào khu vực này thì ngay lập tức camera sẽ có báo cáo đến phần quản lý video. Còn một cách khác nữa, đó là mình muốn nhận biết những chuyển động lớn trong một khu vực. Khi đó mình sẽ tắt cái phần chuyển động người đi ha. Mình chỉ biết nhận biết những chuyển động lớn thôi. Ví dụ như chuyển động nhỏ như này thì không sao hết, chưa reach đến cái phần chuyển động lớn như này. Cây cối chuyển động cũng không có báo cáo. Nhưng mà khi xe đi vào ấy, thì xe là một cái chuyển động lớn, nó sẽ làm cho cái cảm ứng chuyển động vượt quá cái mức mà mình cài đặt ấy. Thì khi đó cái báo cáo này sẽ hiện lên trong cái phần quản lý video. Và khi đó mình phải tắt cái human detection đi nhá, bởi vì nếu mà có human detection thì khi mà người đi vào nó cũng sẽ có khoảng cả cũng sẽ có báo cáo. Thì đó là hai tính năng chuyển động thông minh mà camera bên mình có thể làm được. Những chuyển động sai từ động vật này cũng sẽ bị lọc ra. Đó. Như thế mình sẽ chỉ tập trung vào chuyển động của người hoặc là của những vật lớn mà mình muốn quan tâm thôi. Rồi, hiện tại thì cái bộ Smart PCA của bên mình cũng có 8 luật. Thì trong đó có phát hiện khuôn mặt này, phát hiện vượt vạch, phát hiện đột nhập, phát hiện người lảng vảng, phát hiện đám đông và phát hiện người bỏ chạy, thì dành cho những luật liên quan đến người. Còn ngoài ra có thêm hai luật khác liên quan đến vật, đó là phát hiện vật lạ và phát hiện bất đồ. Thì sau đây mình sẽ show cho các bạn thấy từng video một. Thứ nhất là phát hiện khuôn mặt. Thì camera bên mình, trong cái vùng nhìn thấy được của camera bên mình ấy, thì khi mà có người đi qua và camera bên mình sẽ tự động nhận biết được đấy là khuôn mặt người. Ví dụ như trong ứng dụng trong một số lĩnh vực, ví dụ như là bên mình muốn nhận biết khuôn mặt đó và chuyển cái nhận biết khuôn mặt đó vào trong cái phần backend server để phân tích được khuôn mặt đó là ai đi ra đi vào trong công ty chẳng hạn. Đó. Thì khi mà camera bên mình có thể detect được khuôn mặt người như thế này thì sẽ chuyển cái snapshot đó vào trong phần backend server, thì backend server sẽ chỉ xử lý cái phần snapshot đó thôi. Thì như thế sẽ rất là tiết kiệm thời gian công sức cho cái phần backend server, không bị lag, không bị delay á. Thì đương nhiên là cái phần nhận biết khuôn mặt, phát hiện khuôn mặt này thì rất nhiều hãng camera có thể làm được, nhưng mà bên mình khác ở chỗ nào, đó là trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc là người đó đội mũ, đeo kính râm thì bên mình camera vẫn có thể nhận biết được khuôn mặt đó là khuôn mặt người và thì chuyển cái snapshot đó vào trong phần backend server để có thể xử lý tiếp cái phần tiếp theo. Đó. Tiếp theo là phát hiện vượt vạch. Thì đây là một ví dụ, bên mình có thể vẽ trên cái vùng nhìn thấy được của camera, có thể vẽ một cái đường vạch như này. Khi mà có người đi vào ấy, thì camera lập tức phát hiện ra đó là người và cho cái cảnh báo ngay ở đây luôn. Đó, tốc độ xử lý rất là nhanh. Và như thế mình có thể dùng cái ứng dụng này cho ví dụ như những công trường này, mình chưa xây cái rào chắn một cách cẩn thận ấy, thì mình có thể vẽ thêm một đường camera như này để phát hiện và thu thập thông tin dữ liệu là những ai đi qua đi lại, những ai đột nhập vào trong khu vực này. Tiếp theo là phát hiện đột nhập. Thì cũng giống như phát hiện vượt vạch thôi, nhưng mà thay vì vẽ một cái vạch thôi thì bây giờ mình vẽ hẳn một cái khu vực bao quanh hoặc là đằng trước của một cái vật mà mình muốn kiểm soát. Ví dụ như đây là một cái máy rất là quan trọng trong một nhà máy, thì mình có thể vẽ một cái khu vực như thế này ngay trước cái máy đó. Thì khi có người đi vào ấy thì camera của mình sẽ bắt đầu đếm thời gian và sẽ báo cáo sự kiện về phần quản lý video. Thì cái ứng dụng này sẽ rất hữu ích cho ví dụ như những khu vực quan trọng này trong một nhà máy, sẽ có phòng R&D này hoặc có phòng lab này, thì sẽ có là không giới hạn số người có thể được quyền truy cập vào cái khu vực đó. Thì mình có thể bật cái ứng dụng này lên để mình có thể biết được trong cái phần bộ lọc sự kiện ấy, mình có thể biết được ai đi vào cái khu vực đó và sẽ có báo cáo về cái phần mềm quản lý video này. Các bạn có thể nhìn lại ha, người đi vào trong khu vực này
là camera ngay lập tức sẽ cho cái phần sự kiện hiện ra. Tiếp theo là phát hiện người lảng vảng. Thì nó cũng giống như phát hiện đột nhập thôi, nhưng mà người lảng vảng này mình có thể set up thời gian. Ví dụ như nếu mà ai đi qua khu vực này mà cũng có báo cáo hết á, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều báo cáo. Ví dụ như khu vực đó có rất nhiều người qua lại chẳng hạn. Nhưng mà những ai mà dừng lại khu vực này lâu hơn, ví dụ như 5 giây hoặc 10 giây chẳng hạn, mình có thể cài đặt cái thời gian đó. Thì camera sẽ đếm thời gian người đó đi vào khu vực này và bắt đầu đếm thời gian. Nếu mà vượt quá số giây mà mình quy định ý, thì camera sẽ ngay lập tức báo cáo sự kiện về cái phần quản lý video. Đó, ví dụ camera bắt đầu đếm này, 5 giây. Đó, sự kiện sẽ hiện về đây. Tiếp theo là phần phát hiện đám đông. Thì phát hiện đám đông này đặc biệt hữu ích cho camera mắt cá 360 độ. Thì trong cái vùng trường nhìn được của camera mắt cá ấy, bên camera bên mình sẽ bắt đầu đếm xuống 10, ví dụ như đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Thì mình sẽ đắt 5 người đi, camera sẽ báo cáo là có đám đông tại cái vùng nhìn thấy của camera. Thì đó camera sẽ hiện một cái báo cáo vào trong cái phần quản lý video ấy. Thì cái hiện báo cáo đó sẽ cho chủ cửa hàng biết được là đang có rất nhiều khách hàng đang đợi trước cái bàn thu ngân ấy, thì mình có thể gửi thêm nhân viên ra để phục vụ khách hàng để clear được cái dòng người đang đợi đó một cách nhanh hơn. Thì đây là một cái ứng dụng bên mình đã áp dụng cho rất là nhiều cửa hàng Watson này, Hoya, những cửa hàng mỹ phẩm ở bên Đài Loan, Nhật Bản đó. Thì bên mình có thể vẽ một cái vùng ngay trước khu vực thu ngân và cài đặt cái luật, ví dụ như quá 10 người, quá 5 người chẳng hạn, thì camera sẽ hiện cái notification về. Thì bây giờ chủ cửa hàng sẽ quản lý được dòng khách hàng, quản lý được số nhân viên phục vụ dòng khách hàng đó một cách tỉ mỉ hơn và chu đáo hơn. Tiếp theo là luật phát hiện người bỏ chạy. Thì đây là một cái luật mới bên mình áp dụng từ năm ngoái cho camera của bên mình. Thì các bạn có thể xem video này. Đây là video. Rất tiếc là âm thanh không được. Nhưng mà thôi không sao. Mình nhìn mình cũng sẽ hiểu được. Khi mà có người chạy thì camera mình sẽ phát hiện ra và hiện cái báo cáo về trong phần mềm quản lý video. Thì cái luật này có thể áp dụng được cho khu bên trong khu vực thương mại này, hoặc là trước khu vực trung tâm mua sắm, hoặc là những khu vực công cộng mà ít khi có người chạy nhảy ở khu vực đó ấy, hoặc là nhà ga, sân bay. Khi mà có ai chạy ấy, thì camera bên mình sẽ đếm được 1, 2, 3, chỉ cần có bao nhiêu người chạy, camera sẽ đếm được luôn và ngay lập tức phát ra một cái alarm, một cái cảnh báo. Và tất cả những người này sẽ được gửi cọp vào trong cái phần của sự kiện. Ngay cả camera 180 độ cũng có thể nhận biết được. Và trong điều kiện ánh sáng yếu, camera cũng nhận biết được người chạy và cho sự kiện ra cái phần quản lý video. Thì cái luật phát hiện người bỏ chạy này đã ứng dụng sẵn trên dòng Supreme và dòng Value. Thì dòng Supreme mà có sẵn rồi, dòng Value thì mình sẽ mua license để mình chạy cái phần BCA này. Tiếp theo luật cho vật đó là phát hiện mất đồ. Các bạn có thể nhìn thấy khi mà đồ bị mất rồi ý, thì camera sẽ nhận biết được object đó và hiện cái cảnh báo ngay ở trên phần quản lý video. Thì cái ứng dụng này rất là hữu ích cho ví dụ như là trong nhà máy chẳng hạn, cái máy đó bắt buộc phải ở khu vực đó thì không được ai vô tình hoặc là cố ý lấy cái máy đó đi ra khỏi khu vực đó chẳng hạn. Thì mình sẽ vẽ một cái khu vực bao quanh cái máy, và khi có ai đó vô tình hoặc là lướt qua mà mang cái vật đó đi khỏi cái khu vực đấy, thì camera mình sẽ ngay lập tức báo cáo hiện tượng đó, báo cáo sự kiện đó về quản lý video. Thì như thế bảo vệ này hoặc là chủ cái dây chuyền sản xuất đó sẽ biết được có vật thiếu như vậy. Thì bên các bạn ấy có thể kiểm tra ngay và có thể bổ sung ngay cái máy đó vào khu vực dây chuyền sản xuất, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất sau này. Rồi tiếp theo là phát hiện vật lạ. Thì cũng trong một cái khu vực mình đang quan sát, có một ai đó vô tình đặt một cái vật lạ ở ngay trong khu vực đấy, thì camera cũng sẽ nhận biết được và phát thông báo về. Thì cái ứng dụng này bên mình đã áp dụng cho khách hàng ở Hồng Kông năm ngoái. Các bạn ý kiểm soát cái khu vực cấm đổ rác ấy, thì vẽ một cái đường
vẽ một cái khu vực bao quanh cái khu vực cấm đổ rác đó, và khi có ai mang rác đến người và xung để vào cái khu vực công cộng đó ấy, thì camera sẽ ghi lại cái đoạn video clip mà người đó mang rác, tức là 10 giây trước và 10 giây sau chẳng hạn đó, thì mình sẽ nhìn vào đó và biết được ai là người mang rác đến khu vực đó để đó, thì mình có thể kiểm soát được tốt hơn. Hoặc ngay lúc mà các bạn đến để rác ở trong cái khu vực đó thôi thì camera đã nối sẵn với một cái loa thông báo là khu vực này cấm đổ rác, đề nghị mang rác vào chỗ khác chẳng hạn đó. Thì đấy cũng là một ứng dụng bên mình đã áp dụng cho khách hàng ở Hồng Kông năm ngoái này đấy. Hoặc là phát hiện vật lạ, ví dụ như là trong nhà máy của Delta chẳng hạn, thì có cái dây chuyền sản xuất này phải rất là sạch sẽ, không được có vật gì cả chẳng hạn, tại vì sẽ có một cái máy chạy qua đi đó, mỗi 15 phút cái máy sẽ chạy qua khu vực đó, thì không được ai vô tình để quên vật gì đó trên cái đường chạy của máy, nếu không thì sẽ cái máy sẽ bị lệch hướng chẳng hạn đó. Thì các bạn ấy cũng vẽ một cái đường quản lý bao quanh cái đường chạy của máy, và thế là khi mà có ai vô tình đặt cái rơi cái vật gì đó xung quanh cái khu vực đó, à bên trong cái khu vực đó ấy, thì camera bên mình sẽ nhận biết được cái vật lạ đó và sẽ truyền cái tín hiệu về cho bên bảo vệ. Nên bảo vệ sẽ ngay lập tức cử người đến để clear cái đường máy chạy. Như thế thì sẽ không bị ảnh hưởng đến tổng thể dây chuyền sản xuất. Thì đây cũng là một cái ứng dụng rất là hữu ích cho khu vực nhà máy này, hoặc cho những khu vực công cộng mà mình muốn quản lý, nó sẽ để đảm bảo không có bất kỳ sự kiện gì xảy ra. Rồi, các bạn xem toàn bộ. Rồi, tiếp theo là giải pháp giám sát cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuỗi cửa hàng văn phòng. Thì mình sẽ show cho mình thấy một cái, đây ví dụ như đây là một chuỗi cửa hàng bán lẻ chẳng hạn. Thì bên mình ngay ở phần ngoài, bên ngoài của chuỗi cửa hàng, thì mình sẽ đặt một cái camera đa đầu kính thì sẽ kiểm soát được hết cái phần bãi đậu xe. Cái camera này có thể nhìn được 180 độ nha. Rồi một camera thôi có thể bao quát được toàn bộ khu vực này. Bình thường thì với những camera truyền thống ấy, thì mình có thể lắp một camera ở đây, một camera ở giữa, một camera ở cuối chẳng hạn. Nhưng mà với camera đa đầu kính này thì chỉ cần lắp một cái ở giữa này thôi, sẽ bao quát được toàn bộ khu vực này, và sẽ tiết kiệm chi phí phần cứng này, tiết kiệm chi phí lắp đặt networking này, kéo dây cáp này, và chi phí bảo trì, bảo dưỡng sau này nữa. Tiếp theo là phần lối vào của cửa hàng. Thì mình sẽ lắp một cái camera đếm người để mình kiểm soát được một ngày có bao nhiêu người ra người vào, hoặc một tháng tổng cộng có bao nhiêu người ra người vào. Thì dựa trên cái số liệu đó mình có thể biết được, mình có thể ước lượng được doanh thu từng tháng, hoặc là dựa vào đó sẽ quản lý được chi phí cho cả cửa hàng. Thì có một câu chuyện rất là hay thế này. Bên mình lắp camera này cho cái khu vực toilet công cộng ở bên Thái Lan. Thì chủ của cái toilet công cộng đó ấy, thuê các bạn sinh viên quản lý người ra người vào. Thì mỗi lần có một người vào sử dụng toilet ấy, thì các bạn phải trả 5 bạc, là khoảng 3.500 Việt Nam đồng ấy. Thì các bạn sinh viên đó rất là láu cái, các bạn ấy đã lấy một nửa số doanh thu mỗi ngày luôn. Thì cái người chủ cửa hàng, người chủ của cái chuỗi toilet công cộng đó đã đến quan sát 1-2 ngày ấy, và anh đó ước lượng được số khách hàng phải nhiều hơn thế và số doanh thu phải cao hơn thế, cho nên là anh ấy đã quyết định mua camera đếm người bên mình và lắp ngay trên cái cổng vào của cái toilet công cộng ấy. Thì tại vì cái toilet công cộng nó khá là đặc thù, tổng số người ra vào ấy thì nó cũng gần như là bằng với tổng số doanh thu mà mình thu được hàng ngày, cho nên là anh ấy đã dựa vào số liệu báo cáo đó và quản lý được các bạn sinh viên. Đúng là các bạn ấy đã lấy số tiền, tức là ăn chặn số tiền của chủ. Thế là cái camera này đếm người của bên mình ấy có thể cung cấp đến độ chính xác đến 98% cho số người ra vào luôn. Đấy, cho nên là anh ấy đã lắp toàn bộ luôn, tất cả các toilet công cộng đều có camera này của bên mình, và dựa vào đó có thể kiểm soát được doanh thu. Tiếp theo là bên trong chuỗi cửa hàng ấy, thì mình sẽ lắp một cái camera mắt cá thôi, thì sẽ bảo quản, thì sẽ cho được hết một cái view 360 độ của cả cửa hàng. Từ cái view này ấy, mình có thể chia nhỏ ra, dewarp thành 8 vùng nhìn khác nhau để tập trung vào những khu vực của mình thực sự muốn quan tâm đến. Ở bên trong kho chứa đồ chẳng hạn, thì mình có thể lắp camera thân, hoặc là camera 360 độ, hoặc là camera mắt cá luôn. Chỉ cần một cái thôi có thể bao quát được cả vùng nhìn. Thì camera mắt cá dòng Supreme và Value bên mình ấy, thì có công nghệ Smart IR On. Thì đây là đèn hồng ngoại thông minh. Thì các bạn cũng biết một điều, đó là khi mà mình tiến gần đến đèn hồng ngoại ấy, thì sẽ bị expose, bị phơi sáng. Thì người đó sẽ bị, cái người hoặc vật đó sẽ bị trắng xóa ra ấy, thì sẽ nhìn không rõ. Nhưng mà công nghệ đèn hồng ngoại thông minh của bên mình thì có thể tự điều chỉnh ánh sáng để làm cho cái người hoặc vật đó tiến gần đến camera nhưng mà không bị phơi sáng, và mình vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó luôn.
Đối với trung tâm quản lý thì sẽ có một cái đầu ghi hình thôi, có thể quản lý được hết tất cả các camera trong cửa hàng. Và đầu ghi hình này có thể, ví dụ như chuỗi cửa hàng chẳng hạn, thì tại tổng tổng bộ văn phòng chính của cửa hàng thì sẽ có một cái trung tâm quản lý CMS, thì có thể quản lý được tất cả các đầu ghi hình tại từng cửa hàng. Đó, thì đây là một cái mô hình rất là cơ bản cho chuỗi cửa hàng bán lẻ, chuỗi văn phòng, chuỗi ngân hàng chẳng hạn. Đó, các bạn có thể tham khảo mô hình này để tư vấn cho khách hàng một cách dễ hơn. Tiếp theo là giải pháp giám sát cho nhà máy. Thì cũng như thế thôi, bên ngay cổng vào ấy, thì bên mình sẽ có một cái camera nhận biết biển số. Thì camera này sẽ mình sẽ đăng ký danh sách trắng, danh sách đen này. Thì danh sách trắng khi mà đến gần cái camera thì camera sẽ nhận biết được camera đấy nằm trong danh sách, tức là nhận biết được xe đó nằm trong danh sách đã đăng ký rồi, thì camera sẽ tự động điều khiển cửa cổng mở ra thì để cho xe ô tô đi vào. Đó, thì bác bảo vệ sẽ không cần phải mở cái danh sách ở ô tô này đã đăng ký chưa, và ô tô này có phải là của người nhà máy mình không. Đó, thì rất là tiện lợi và không cần đến server luôn, camera sẽ tự xử lý ngay trên camera luôn. Rồi khu vực bên ngoài mình sẽ lắp những camera có vùng nhìn rộng, ví dụ như là đa thấu kính này, PTZ này, 180 độ. Đó, thì sẽ giúp bác quan được hết toàn bộ khu vực ngoài. Rồi bên trong logistics hoặc là bên trong khu vực sản xuất hoặc là bên trong khu vực nhà kho chứa đồ thì mình có thể lắp camera 360 độ, camera thân với đèn hồng ngoại, thì mình sẽ kiểm soát được cả ban ngày lẫn ban đêm. Thì tại khu vực quản lý chung ấy, thì cũng sẽ có một cái TV World như thế này, thì có thể nhìn được tất cả 32 kênh, 64 kênh, 128 kênh. Đó, và các đầu ghi hình bên mình ấy thì có đầu ghi hình từ 4 kênh đến 128 kênh luôn, thì rất là đủ cho một nhà máy rộng lớn như thế này. Thì cũng chia sẻ luôn với mọi người, bên mình đã làm đến nhà máy Formosa Hà Tĩnh ở Hà Tĩnh năm 2016 2015 rồi đó. Thì cả cái nhà máy Formosa đó dùng camera của bên mình hết luôn, cộng với cái phần mềm CMS quản lý tập trung, thì vào khoảng 800 camera tất cả đều tập trung tại một cái khu vực quản lý camera chung như thế này. Thì đây là một cái case rất là cơ bản để các bạn có thể tư vấn cho khách hàng mà đang có nhu cầu xây dựng nhà máy chẳng hạn đấy. Thì vài trăm camera tập trung hết về quản lý về một mối thì cũng rất là dễ dàng. Còn một phần quan trọng không kém trong ngày hôm nay đó là hợp tác cùng với NX. Thì camera của bên mình tốt như thế, có các VCA, có các tính năng VCA mạnh như thế, thì sẽ chạy trên nền tảng NX như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ vào phần 4 và giới thiệu cho mọi người. Oh really? Yeah. Okay, let me see. Đây là xử lý tại camera hay trên server nhỉ? Okay, thì có một bạn tên là Hùng đã hỏi bên mình là các tính năng VCA này là xử lý tại camera hay là trên server nhỉ? Thì như mình giới thiệu đó, đây là xu hướng chung của hiện tại và tương lai gần. Thì những cái tính năng VCA này, phân tích camera này là hiện tại mình đang giới thiệu ấy, là nó sẽ xử lý ngay trên camera luôn. Đấy, thì sẽ rất là tiết kiệm cho khách hàng khi mà không phải mua server để phân tích. Thì camera bên mình sẽ xử lý những cái VCA đó và sẽ truyền cái event sự kiện vào trong cái phần mềm quản lý video luôn. Ok. Thì camera VivoTech tích hợp trên nền tảng NX như thế nào? Thì khi mà có một cái sự vật lọt vào trong vùng nhìn được của camera ấy, thì cái vật chuyển động đó sẽ có những cái motion cell là những cái gọi là gì nhỉ? Những cái khung ô vuông nhỏ bao quanh lấy cái vật chuyển động đó hoặc là người chuyển động đó. Thì tất cả những motion và cái checking block này là khi mà có người, nếu mà đó là người ấy, thì camera sẽ vẽ một cái khung 3D bao quanh người đó. Đó, thì tất cả những cái motion cell và cái checking block này sẽ được truyền về nền tảng NX luôn. Thì NX sẽ thu nhận cái motion cell và checking block này như là một cái sự kiện và sẽ hiện hết tất cả các sự kiện lên trên nền tảng NX. Thì bên mình đã tích hợp rất là sâu với bên NX Witness và qua WebSocket và qua API. Thì mỗi lần camera bên mình ra ấy, thì bên mình đều test với bên NX hết để có thể tích hợp API, SDK để NX có thể nhận biết được những
nhận được hết các sự kiện từ camera của bên mình. Đó. Thì cái sự kết hợp này nó có điều gì đặc biệt? Thì nó kết hợp được phân tích VCA ngay trên camera của VivoTech rồi tích hợp sẵn rồi với nền tảng NX rồi, tại vì tất cả các camera vừa mới ra ấy, bên mình đều test qua với bên NX để các bạn ý tích hợp sâu vào trong nền tảng của các bạn ý, và như thế sẽ giúp được tiết kiệm chi phí. Tại vì ví dụ như là có những camera các hãng khác ấy, chưa tích hợp chẳng hạn, thì nếu mà có dự án các bạn lại phải nhờ NX tích hợp thì sẽ phải trả thêm chi phí này, ví dụ như là phải đợi thêm một thời gian này. Đó. Còn bên VivoTech ấy, khi mà bên mình đưa ra một cái sản phẩm mới thì bên mình sẽ test qua trước rồi đó, và sẽ tích hợp sẵn rồi, các bạn chỉ cần lắp đặt và sử dụng thôi, thì như thế tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Đây là một cái video phát hiện đột nhập. Này, các bạn nhìn như thế đây. Đây là cái khu vực vẽ trên nền tảng NX trong chủ cùng nhìn thấy được của camera. Khi có người đi vào khu vực đó, ngay lập tức sự kiện sẽ hiện ở đây. Thì cách sử dụng rất là đơn giản luôn, tại vì NX đã tích hợp rất là sâu rồi. Bên mình có web page này hoặc là plugin, thì vì NX đã tích hợp sâu rồi nhưng các bạn chỉ cần vào phần plugin thôi, xong chọn các tính năng VCA mà các bạn muốn sử dụng. Đó, thì các bạn sẽ không cần phải vào cái web page của bên VivoTech nữa. Như thế thì chỉ cần tương tác với ngay cái client view, cái live view này, UI này của bên NX thôi, thì các bạn cũng có thể rất là quen sử dụng. Đó. Add thêm rules nào, vẽ thêm đường, vẽ thêm khu vực ở đây, có thể chọn màu khác nhau luôn và apply. Như thế mình có biết được các rules và các màu khác nhau ấy, mình sẽ dễ dàng quản lý khu vực mà mình có quan tâm. Đó, khi người đi qua khu vực đó thì tất cả các sự kiện sẽ được hiện ở đây. Đấy là phát hiện đột nhập nha. Tiếp theo là phát hiện vượt vạch, thì cũng tương tự như thế. Bên trong vùng nhìn thấy được của camera thì sẽ có đường vẽ. Khi có người đi qua như lại thì tất cả các sự kiện đó sẽ được hiện tại khu vực này. Và phần camera setting, rồi phần plugin, mình sẽ chọn cái line crossing là phát hiện vượt vạch. Các bạn có thể chọn hai đường luôn, bên in hoặc out ấy. Rồi có thể cắt tóc một đường đi, rồi ok, apply. Đó. Cái này là rồi ô tô đi qua thì không có sự kiện. Khi mà có người đi qua ấy, thì anh này sẽ có sự kiện ở đây. Nhưng mà bạn này đi qua đây, tại vì không cùng một con đường, không cùng một cái hướng mà mình muốn quản lý mà, nên bạn này sẽ không có sự kiện. Đó. Ok. Ngoài tích hợp VCA ra ấy, thì bên NX Vision còn tích hợp tất cả các tính năng khác của camera VivoTech, ví dụ như là Smart Stream này, giúp giảm thiểu băng thông. Thì đây là camera 180 độ, camera mắt cá mà mình, camera mắt Panda hay hai thấu kính, thì đây là một camera 20 MP lận mà, đây là cái băng thông của nó rất là mạnh, 2.14 megabyte per second. Đó. Thì khi mà bên NX vào cái phần web page của bên VivoTech thì bật cái phần Smart Codec lên thì save, các bạn có thể quay lại và để ý băng thông đã giảm xuống còn 0.05 megabyte per second thôi. Nhưng mà khi đó ấy, thì mình sẽ phải hy sinh cái phần chất lượng hình ảnh đi. Thì bên mình recommend khách hàng là bật cái phần Smart Codec lên nhưng mà thu cái phần quality priority vào giữa này. Thì khi đó mình vừa giữ được chất lượng hình ảnh và băng thông không bị giảm quá nhiều. À không, băng thông sẽ giảm rất là nhiều, sorry. Ví dụ như đây, băng thông chỉ còn lại 0.6 thôi, megabyte per second thôi. Đó, cái chất lượng hình ảnh ở đây rất là tốt. Đó. Thì đây là cái tính năng Smart Stream của camera VivoTech, và NX cũng đã tích hợp vào trong cái nền tảng NX rồi, thì các bạn chỉ cần thao tác ngay trên nền tảng NX thôi. Smart Stream rồi. Tiếp theo là phần Fish ID Warp. Thì camera Fish ID bên mình cho một cái view 360 độ. Và phần camera setting, các bạn sẽ chọn được Fish ID Warp.
đây là cái phần live view của bên NX luôn nha. Chỉ cần kéo con chuột đi thôi thì sẽ cho mình cái view 360 độ. Rồi đi đến đâu thì camera sẽ theo nhìn nó. Mình có thể gọi là gì ạ? Digital zoom ấy, là zoom vào zoom ra ngay trên client view của NX luôn. Rồi vẽ một cái crop. Vẽ một cái khung hình mà mình muốn crop ở đây thì nó sẽ hiện ra ở bên này. Thì biến một cái camera này thành nhiều khu vực có thể nhìn thấy. Đây là 180 độ này. Điều quát thành 180 độ. Đây là để nguyên 360 độ. Còn đây là những khung hình crop. Đó. Thì một camera thôi mình có thể tập trung tạo thành nhiều khung hình. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là khi mà bạn muốn export xuất video ấy, thì các bạn chỉ cần ngay trên NX thôi xuất cái khung hình này chẳng hạn. Chỉ cần xuất một cái khung hình này thôi. Thì nó rất là đơn giản. Không cần phải xuất toàn bộ video từ camera xong rồi crop manually bằng các phần mềm khác ấy. Đấy. Thì NX sẽ hỗ trợ xuất video ngay tại cái khung hình đó luôn. Rồi, tiếp theo là camera đa thấu kính. Thì cũng tương tự như camera mắt cá vừa nãy, thì một cái camera đa thấu kính của mình sẽ cho cái vùng nhìn được rất là rộng như thế này. Khi đó các bạn có thể add thêm các khu vực mà mình có quan tâm hơn, đó chuyển về đây chẳng hạn. Đây là phần đầu ngõ. Rồi add thêm khu vực bên này. Sorry, lúc mà vẫn bên mình cái record video này ấy, nó hơi bị lỗi về mạng một xíu ấy, nên nó hơi bị nát hình ảnh. Rồi, đây bây giờ ổn định rồi này. Đó. Thì biến một cái vùng nhìn, biến một cái camera thành nhiều khung hình nhìn được giống như kiểu là nhiều camera vậy đó. Rồi, và tương tự như thế mình cũng có thể xuất khung hình, xuất video tại cái khung hình mà mình mong muốn. Không nhất thiết phải xuất hết toàn bộ video tại vì như thế cái file rất là nặng. Đó, mình ví dụ mình muốn xuất video tại cái đầu cửa ngõ này thì mình chỉ cần xuất ở tại đây thôi. Đó. Có một cái ứng dụng rất là hay của camera này trên nền tảng NX đó là time lapse, đó là tour thời gian. Thì đây là một cái video bên mình lấy được từ nhà phân phối tại châu Úc. Đó. Camera đa thấu kính của Biotech cho cái cảnh nhìn kiểu như 24 giờ trong ngày ấy, mình sẽ quay nhanh lên, rồi sẽ xem được cái sự thay đổi của thời tiết, thiên nhiên, rồi con người, rồi xe. Thì cái này rất là hay cho những khu vực danh lam thắng cảnh này, những khu vực có phong cảnh đẹp ý. Các bạn có thể làm một cái camera này để quan sát 24/7, rồi làm những cái video quảng cáo để phát triển du lịch này, những cái view đẹp gửi đến khách hàng hoặc là làm những video quảng cáo. Thì đây cũng là một ý tưởng rất là hay. Bên Đài Loan đã áp dụng rất là nhiều rồi, ví dụ như các đỉnh núi cao nhất Đài Loan này, hoặc là những bãi biển có phong cảnh đẹp ý, bên mình có thể áp dụng cái ứng dụng này. Thì cái time lapse này ngay trên nền tảng NX á, sẽ hỗ trợ để xuất ra được video có hiệu ứng như thế này. Thì khách hàng bên mình hay xuất những cái video như thế này này, xong mình chia sẻ cho các đối tác ấy, để biết được chất lượng camera tốt như thế, rồi chạy trên nền tảng NX có những ứng dụng hay như thế đó, thì sẽ giúp cho khách hàng có cái cảm hứng hơn khi mà lựa chọn camera Biotech cộng với nền tảng NX. Các bạn muốn biết được kỹ cách nào để xuất ra được cái video như thế này ấy, thì có thể email cho mình hoặc là anh Andy để bên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất ra được cái kiểu video như thế này. Rồi, tiếp theo là tính năng nâng cao cho camera PTZ. Thì đây, khi mà làm việc với camera PTZ ấy, thì ở Việt Nam hoặc là các thị trường khác cấp bạn thường dùng cái joystick ấy, cái bàn điều khiển ấy, nhưng mà khi đó nó sẽ bị phản ứng chậm hơn. Ví dụ như mình xoay bàn điều khiển bên phải nhưng mà camera nó chưa xoay chẳng hạn, là mình xoay thêm, thế là đến lúc mà camera nhận được lệnh rồi thì lại xoay một lúc 3 lần chẳng hạn. Như thế làm cho cái vùng nhìn được nó không giống như cái vùng mà mình muốn nhìn. Thì để hạn chế cái sự bất lợi đó ấy, thì camera Biotech tích hợp trên nền tảng NX nên mình có sẵn cái EPTZ là mình sẽ xoay bằng con chuột luôn. Đó, chỉ cần zoom vào cái khu vực mà mình muốn nhìn rõ thì camera sẽ tự động zoom vào khu vực đó. Đây là cái phong cảnh xung quanh công ty mình thì gần Costco ở Trung Hứa. Rồi khi mà mình quay trở lại thì camera sẽ cho một cái view toàn cảnh luôn. Rồi tiếp tục zoom vào cái khu vực nào mà mình muốn nhìn thì camera sẽ tự động
xoay lens rồi zoom vào khu vực đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ biển số xe dù mặc dù rất là xa. Thì cái tính năng nâng cao cho camera PTZ này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng sử dụng camera PTZ hơn và thân thiện và tiện lợi hơn cho người dùng, không cần phải mua bàn điều khiển joystick nữa. Trên đây là những cái tích hợp tính năng VGA này, rồi Smart Stream và Fish ID Wrap này, cộng với zoom, tính năng nâng cao cho camera PTZ. Thì mình muốn tổng kết lại đó là nền tảng NX thực sự đã tích hợp rất là sâu với camera VivoTech, và tất cả những tính năng nâng cao của camera VivoTech đều được tích hợp trên nền tảng NX rồi. Thì sau đây sẽ là một vài giới thiệu sơ về nền tảng NX. Thì nền tảng NX được biết đến là một nền tảng có giao diện linh hoạt và xây dựng cho người dùng. Tại vì tại sao phải là người dùng? Bởi vì người dùng sẽ khác với SI một chút. Ví dụ SI thì có kỹ năng kỹ thuật, tức là kiến thức kỹ thuật khá là tốt, và các anh ấy có thể tự mày mò, tự tìm hiểu được. Nhưng mà người dùng ấy thì chỉ muốn những thứ rất là tiện lợi, dễ dàng, đơn giản. Thì NX là hướng đến người dùng, sẽ làm cái nền tảng quản lý video rất là thân thiện, rất là dễ dàng. Và cái câu slogan của bên NX ấy, đó là của anh CTO của bên NX, đó là tôi muốn làm ra được một cái nền tảng quản lý video mà đến bà nội tôi cũng thể sử dụng được. Đó, thì ý là dù là người già, dù là người chưa có kiến thức nền nhiều về cái quản lý video này, thì các bạn cũng có thể mày mò một lúc thôi, các bạn có thể sử dụng được ngay. Tiếp theo là kiến trúc hay. Kiến trúc này thì sẽ là ví dụ như đây có 6 cái server. Thì 6 cái server này dù là Windows, Linux hay là ARM, thì 6 cái server này sẽ được kết nối với nhau và đồng bộ hóa với nhau, và sẽ hỗ trợ nhau để chuyển đổi dự phòng thông minh, smart server. Thì sẽ không có điểm dự phòng lỗi trong cái tổng cái hệ thống quản lý video này. Ví dụ nhá, ví dụ như server này bị hư chẳng hạn, thì hai camera này sẽ được chuyển sang server tiếp theo, để server tiếp theo sẽ đảm nhiệm vai trò thu hình. Ví dụ như hai server này cùng hư chẳng hạn, thì 4 camera này sẽ chuyển theo một cái server tiếp theo nữa, thì với server này sẽ giúp đảm nhiệm vai trò thu hình của cả 6 camera luôn. Đấy, thì trong cái cấu trúc hai này, chỉ cần một camera còn một server còn sống thôi ấy, thì sẽ đảm nhiệm được cái dự phòng failover cho tất cả các camera còn lại, cho tất cả các server còn lại. Đó, thì đây là cấu trúc tổ ong đấy, tất cả đều kết nối và đồng bộ với nhau, thì nó sẽ linh hoạt và nâng cao hơn các cấu trúc dự phòng thông thường. Cấu trúc dự phòng thông thường đó là n cộng một ấy, thì ví dụ như mình muốn smart failover cho một server chẳng hạn, thì mình phải giữ sẵn một cái server bên cạnh để khi server đấy arrive thì có một cái server khác backup cho nó. Hoặc là tức là mình cũng phải có thêm một cái server dự phòng. Còn đây là tất cả các server đều liên kết với nhau, và chỉ cần một cái die thôi thì tất cả các camera khác sẽ tự động chuyển sang server tiếp theo để thu hình. Rồi tìm kiếm thông minh cho kết quả chỉ trong vài giây. Thì đây là một cái ứng dụng trên nền tảng NX. Mình có thể chọn được ngày tháng, thời gian mình muốn tìm hiểu này, và mình muốn tìm kiếm sự kiện, bật cái chế độ người lên. Thì mình vẽ một cái khung hình tại cái khu vực mà mình muốn tìm kiếm. Thì đây chính là cái khu vực cửa ra vào. Thì khi có người mở cửa thì camera sẽ ngay lập tức hiện ra tất cả các sự kiện liên quan đến người trong khoảng thời gian mình vừa chọn. Đó. Cái tìm kiếm thông minh này là cực kỳ nhanh luôn, tại vì như mình nói đó, thì nền tảng NX là nổi tiếng với sự nhẹ này, tiện lợi này. Thế nên là khi các bạn apply tất cả các luật vào ấy, thì nó sẽ hiện ra kết quả tìm kiếm ngay bên thanh bên phải. Cái này có thể ứng dụng cho kể cả camera không có VCA luôn cũng được. Các bạn chỉ cần một camera bình thường, xong rồi vẽ một cái khung hình mà mình muốn nhận biết cái chuyển động tại cái khung hình đó ấy, thì tất cả những chuyển động quanh cái khu vực này sẽ được nhận biết và chuyển sang thanh bên phải sự kiện ở đây. Rồi remote trigger, điều khiển từ xa. Thì nền tảng NX không chỉ là cho phần live view này, hay là playback, hay là thu hình, thu video, thì nền tảng NX còn muốn trở thành một cái gọi là command center ấy, là khu vực quản lý, một cái trung tâm quản lý điều khiển từ xa luôn. Đây là một cái ví dụ, camera sẽ kết nối DIDO, Digital Output, Digital Input, với
với đèn. Khi đó có một hàng cái icon đèn bật lên, đó mình chỉ cần click vào đây thôi thì camera sẽ truyền cái tín hiệu đó cho đèn và sẽ làm cho đèn sáng lên. Khi mình ấn vào cái phần tắt đèn ấy thì sẽ làm cho đèn tắt đi. Thì cái này là camera nối với đèn LED ha, nối với đèn. Rồi mình sẽ từ cái phần mềm NX này mình có thể quản lý từ xa để bật tắt đèn. Tương tự như thế, đây là cái phần cổng mở ra mở vào, thì cũng là nối với digital output và digital input với camera luôn. Thì mình chỉ cần đóng mở ngay trên NX thôi thì sẽ giúp mình đóng mở cổng như thế này. Đây là một số tính năng của nền tảng NX. Thì các bạn chỉ cần mua giấy phép một lần thôi sẽ được nâng cấp trọn đời, nâng cấp vĩnh viễn, không có phí quản lý hàng năm, không có phí nâng cấp, rồi sẽ có một hệ thống kỹ thuật hỗ trợ toàn cầu. Và ngay ở Việt Nam thì NX cũng có đại lý rồi và cũng có thể local support luôn tại Việt Nam. Đó. Ngoài ra thì còn có một cái community, có một cộng đồng rất là mạnh để các bạn có thể trao đổi, hỏi và trả lời trên đó luôn. Rồi NX thì nổi tiếng với nền tảng chéo, nền tảng mở. Thì dù đó là Windows, này, Linux này, hay là ARM này, thì các bạn chỉ cần cài đặt cái nền tảng NX này chạy ngay trên Windows, chạy ngay trên server đó luôn. Và hơn thế nữa ấy, là tất cả các server đó kết nối với nhau thì để có thể cùng đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu và hỗ trợ cho nhau cái failover đó. Và NX không chiến đấu một mình, chúng tôi có các đối tác. Thì đối tác camera của NX thì có rất là nhiều, thì một trong số đó là VivoTech. Rồi ngoài ra còn các đối tác về software, ví dụ như bên mảng automation này, hoặc là phân tích video, nhận biết đồ vật, hoặc là kể cả nhận biết khuôn mặt luôn đó. Thì các bạn có thể vào trong cái hệ sinh thái của NX để kiểm tra và tìm những đối tác mà có những ứng dụng mà các bạn quan tâm. Thì như thế các bạn có thể chỉ cần vào cái phần các đối tác đã kết hợp với NX rồi, các bạn có thể mua ứng dụng hoặc mua license cái bên đó, bật lên thì sẽ áp dụng cho camera của bên mình luôn. Rồi, trên đây là tất cả các nội dung của webinar ngày hôm nay. Mình muốn nhấn mạnh thêm đó là tại vì xu hướng sắp tới và trong tương lai gần thì sẽ luôn làm phát triển nhiều tính năng thông minh hơn ngay trên camera và tích hợp với các phần mềm quản lý video nhẹ, gọn và tiện lợi cho người sử dụng. Thì đây là xu hướng chung của toàn cầu rồi. Thì VivoTech và NX kết hợp với nhau thì sẽ phát triển cái hệ sinh thái của hai bên công ty luôn và các đối tác nữa. Đó, thì sẽ hy vọng là sẽ mang đến cho các khách hàng và đối tác thêm một sự lựa chọn nữa về phần mềm quản lý video, về camera. Đó, thì sẽ giúp cho bên mình cung cấp được các giải pháp IP giám sát tốt hơn cho khách hàng. Thì tất cả chúng ta đều hướng đến một xã hội thông minh, an toàn và bảo mật. Rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Thì nếu mà có câu hỏi gì á, thì các bạn có thể gửi email về cho anh Andy hoặc là cho bên mình. Đó. Thì email của anh Andy đó là a.won@networkoptics.com. Còn email của mình đó là andytrần@vivotech.com. Còn bây giờ sẽ là phần Q&A. Các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể type vào trong Q&A chat hoặc là raise hand ấy, để mình có thể để các bạn trực tiếp trao đổi với bên mình luôn. Rồi xem có ai có hỏi gì thêm không ạ? Vừa nãy mình có nhìn thấy có câu hỏi của bạn Hùng đó. Rồi còn ai có câu hỏi gì thêm không ạ? Có thể raise hand để trực tiếp trao đổi với bên mình luôn. Cảm ơn anh Hoàng đã cho em một cái feedback đó là crowd detection thì sẽ được embed được trên normal smart VCA. Vừa nãy mình có nói là cái phần nhận biết đám đông ấy thì áp dụng trên camera mắt cá thôi. Đó. Nhưng mà thực ra nó có thể áp dụng trên cả normal smart VCA, trên tất cả các ứng dụng thông minh smart VCA của camera VivoTech luôn. Dạ em cảm ơn anh. Vừa nãy chắc nói nhanh quá nên nói nhầm. This one was him. Okay. You allow him to talk. Let me try.
or I have to allow it. Đây ạ, có thêm. Alo. 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 Ai vậy ta? Can you see the name? Yes. You can see the name. It's only me. Okay. Okay, okay. I saw that. Cùng Harry Thắng. NX có thể tích hợp với CCTV hãng khác được không? Nếu hệ thống đang có sẵn thì NX sẽ tích hợp như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của bạn Thắng Đức hoặc là Đức Thắng. Tuy nhiên là NX là một nền tảng VNS mở. Do you want me to translate into English? Because it's quite easy. NX là một nền tảng mở thì các bạn ấy có thể tích hợp được với hầu hết tất cả các hãng camera hiện tại trên thế giới. Vâng. Nhưng mà có những hãng camera như mình vừa nói đấy thì có những cái tính ứng dụng nâng cao hơn chẳng hạn, thì có thể khi mà các hãng đó đưa ra camera mới, các bạn ý phải dành thời gian hoặc là hỏi bên NX là tích hợp giúp mình được không, thế là sẽ phải thêm một khoảng thời gian nữa để các bạn ý hoàn thiện tất cả các tích hợp đó trên camera và trên NX luôn. Thì bên mình Vuetech thì đặc biệt hơn các hãng khác một chút, đó là khi bên mình ra một sản phẩm mới, bên mình sẽ kết nối ngay với anh em đi ở mang cái camera này sang bên anh ý tích hợp ngay trên nền tảng NX luôn. Thì khi mà bên mình camera ra thị trường ấy thì cũng là đã tích hợp sẵn rồi. Đó. Tuy nhiên là NX có thể tích hợp với hãng CCTV khác được luôn, nhưng mà Vuetech sẽ là lựa chọn hàng đầu bởi vì bên mình đã tích hợp sẵn rồi và hai bên đã kết hợp với nhau ngay từ lúc bên mình hoàn thiện sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo từ anh Thanh Quang Châu. Khi sử dụng tính năng dự phòng server thì phần license sẽ được tính như thế nào vậy bạn? They want to ask about failover license, how to count that? We don't charge for failover. Yeah. Có một điều thú vị đó là NX, nền tảng NX chỉ trả cái phần recording license, right? Yes. Chỉ có trả cái phần thu hình cho camera thôi, thì một camera là một channel, còn cái phần failover ấy thì sẽ được free tích hợp luôn ngay trong cái phần trong tất cả các server kết nối với nhau như thế. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là mua sản phẩm NX ở Việt Nam thì mua như thế nào? Bên mình đã có sẵn đại lý ở Việt Nam rồi. Các bạn có thể lên trang web của Vuetech, đợi mình một xíu. Can you see my screen? Yes. Yeah. Rồi, và phần where to buy here. Asia đây, Việt Nam đây. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy tên công ty, đó là công ty Trường Tiến. Tên tiếng Anh đó là IOP Corporation. Thì đây là địa chỉ của công ty. Đó, đây là thông tin số điện thoại này, địa chỉ này. Tại hiện tại đang ở quận 5. Và đơn giản hơn nữa đó là các bạn vào Google, các bạn search Vuetech VN. Thì các bạn có thể nhìn thấy được trang web chính thức của công ty Trường Tiến, đó là đại lý của bên mình tại Việt Nam, thì cung cấp tất cả các sản phẩm chính hãng của Vuetech. Đó. Giao diện rất là giống với Vuetech luôn. Thì đây là đại lý chính thức của bên mình ở Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo. Bên bạn làm những nước nào? Thì Vuetech là một công ty toàn cầu. Hiện tại thì bên mình đang có mặt tại 116 quốc gia với 183 đại lý. Thì ở Việt Nam hiện tại thì bên mình có một đại lý thôi. Nhưng mà các nước khác ấy, thì đấy, bên mình có tổng cộng trên toàn cầu đó là 183 đại lý. Thì team mình là team APEC, là team châu Á. Thì hiện tại phục vụ khoảng 50 quốc gia châu Á. Thì team mình có khoảng gần 20 người. Một mình mỗi một bạn sales như mình ấy, thì sẽ phụ trách 2 đến 5 quốc gia. Thì hiện tại bên mình thị trường chính của mình đó là Việt Nam, Indonesia và Mongolia. Còn anh em đi bên kia thì anh phụ trách toàn bộ châu Á luôn, the whole APEC, right? Yeah. Cho nên là các bạn có dự án ở Việt Nam này, hoặc ở Lào, Campuchia, hoặc ở các nước khác ấy,
thì các bạn cũng có thể liên hệ với bên mình luôn để bên mình kết nối với những sale phụ trách chính tại các quốc gia đó cho các bạn. Rồi, xem nào, còn câu hỏi nào khác nữa không? I think there is a question in English, so I can reply. Maybe you translate into Vietnamese, so okay. In Dennis Witness, you just need to buy the recording license, right? For example, I have two servers, right? One server record 10 camera, one server record another 10 camera, right? So you just need to buy 20 license keys for the recording, right? And the one when this one server this is put down, right? The camera and the license key will move to another one. Automatically. So you don't need to buy the pre-order license key actually. So you have totally 20 cameras. You need 20 recording license key. That's all. Okay. And pre-order can work. Ok. Thì câu hỏi này là mình dịch sang tiếng Việt ha. Khi mà cái lỗi dự phòng xảy ra ấy, thì một cái license bị lai chẳng hạn, thì khi đó bên mình sẽ trả sẽ cái tất cả các camera sẽ chuyển sang license như thế, các license còn lại như thế nào? Thì như anh em đi vừa giải thích ấy, ví dụ như có hai server nha. Mỗi server quản lý 10 camera thì đối với nền tảng NX ấy, các bạn chỉ cần mua 10 với 10 là 20 license thôi. Thì khi mà 10 camera bên cái server thứ nhất đai chẳng hạn, thì hai server phải kết nối với nhau ha. Nếu mà cái server thứ nhất đai thì 10 camera của server đó sẽ tự động chuyển sang server thứ hai. Đó, tất cả cái này đều là auto hết và tự động hết. Tại vì cái phần mềm các anh ấy viết ấy đã để sẵn như thế rồi. Cho nên là bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về việc làm thế nào để kết nối hoặc làm thế nào để cài đặt được cái failover này. Thì như mình giới thiệu đó, thì cái cấu trúc hai, cái cấu trúc kết nối tất cả các server với nhau, đồng bộ hóa với nhau ấy, thì nó là một cấu trúc rất là đặc biệt. Và chỉ có những cái high end hoặc những cái PMS cao cấp ấy, thì mới có được cái cấu trúc hai này. Đấy, thì NX là một trong những VMS platform mà có được cái cấu trúc này. Thì chỉ cần mua recording license thôi, license giấy phép cho cái việc thu hình thôi, còn tất cả những cái hỗ trợ tính năng hỗ trợ sau đã được tích hợp sẵn rồi. Ok, khi sử dụng tính năng. Ê, đã có ai trả lời đúng rồi. Ok, fail license không. Hey, you answer that in Vietnamese. No, I think it's from TBL. Okay. Oh, cool. Okay. So it's the MS channel. For one server, we recommend for 128 channel in one server, and then you can merge all the server together, right? So for example, you have 10 servers, right? Then you will have 1,280 cameras. So actually, you can merge a lot of server into a big system. And for per server is 128. Okay. Thì có câu hỏi đó là về một cái server ấy thì recommend bao nhiêu camera? Thì anh đi vừa trả lời đó là one server thì bên một cái server thôi ấy, thì bên anh ý gợi ý đó là 128 camera. Đó. Thì các bạn có thể kết nối 10 cái server với nhau thì sẽ trở thành hơn 1000 camera đó. Thì cầm cái big system như thế thì hoàn toàn yên tâm là nền tảng NX sẽ có thể chạy được. Okay. Any question? Các bạn cứ hỏi tự nhiên ạ. Chẳng mấy khi có cả người Việt lẫn người Đài ở đây. Ví dụ mình có 100 camera. Đây có một câu hỏi khác đó là ví dụ mình có 100 camera thì có phải bắt buộc mua 100 license không? Hoặc muốn camera nào sử dụng full tính năng thì mình mua license camera đó cũng được. Thì tại vì NX là một cái nền tảng chung mà các bạn muốn áp tất cả các camera vào trong nền tảng của NX á, thì các bạn phải mua bằng đấy license luôn. Còn nếu không thì các bạn chỉ có thể xem được live view thôi. Live view for free, right? Các bạn chỉ có thể xem được live view thôi. Còn mình sẽ không record được cái thu hình đó vào trong cái hệ thống quản lý video. Đó. Nếu mà bạn muốn record cái
camera đó thì chỉ cần mua license cho camera đó thôi. Ví dụ như, nhưng mà nếu mà không record thì ý nghĩa của camera là gì, đúng không? Đó, thì ví dụ như một trăm camera đó thì mình bên mình vẫn bên NS vẫn luôn recommend là nên mua 100 license. Còn nếu không thì chỉ có live view thôi thì nó chỉ xảy ra tại thời điểm đó thôi, mình sẽ không có cái bằng chứng lưu lại ấy. Đó. Thì đương nhiên 100 camera nên mua 100 license rồi. Rồi. Câu hỏi tiếp theo là ok. Question. No. Nếu mà không có câu hỏi nào nữa ấy, thì hoặc là sau này các bạn nghĩ ra được các câu hỏi nào khác ấy, thì các bạn cứ gửi email về cho mình với anh Andy ha. Đây, email của bên mình và anh Andy đây là rất là dễ nhớ luôn, cái đuôi của công ty đó, và tên của bọn mình. Thì dù là câu hỏi về camera hay là câu hỏi về nền tảng VMS thì cứ gửi một trong hai người thì bên mình sẽ giải đáp nhiệt tình. Và thực sự hy vọng là thị trường Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn về các camera chất lượng cao cộng với nền tảng quản lý video nhẹ, dễ dàng sử dụng. À, thì cảm ơn tất cả các khách hàng và đối tác hôm nay đã dành thời gian cho webinar của VivoTech và NX. Thì hy vọng là trong tương lai gần chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau để thực hiện triển khai các dự án tại Việt Nam. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ. Rồi ạ. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Okay.